Xin chào bạn đến với video tiếp theo nha. Mình đang múc ra một ít cám viên nè, hôm nay cho mấy em cá ăn, đặc biệt cá la hán. Hôm nay thì giãn cách xã hội thì mình cũng hết thức ăn tươi à. Đây, còn mấy cái viên nè, viên cám này thì cám thường cho hồng cát ăn, mình cho la hán ăn luôn. Thì mùa dịch đi lại khó khăn thì nhà mình còn cái gì thì mình ăn cái đó, cho cá ăn cái đó. Đây mình cho một mấy em hồng cát ăn. Những lúc trời lạnh á thì mình cho cá ăn ít thôi các bạn nha. Đây còn lại một ít viên nè, mình cho em nó ăn. Lúc này thì chỗ mình cũng còn giãn cách xã hội nên không có việc gì thì mình không có ra đường, chỉ ra đường khi cần thiết thôi. Ở mình ở đây thì mình nuôi, mình không có sử dụng xài sữa, chỉ khi nào mà mưa liên tục, mưa kéo dài cỡ 3-4 ngày, thời tiết nó lạnh đó, thì mình mới dùng sữa ra. Bình thường thì mình ít có sử dụng sữa đó. Hồ này thì hôm nay lâu lắm rồi mình chưa có thay nước. Đây em nó bắt đầu thấy nè, thấy trong gương rồi, bắt đầu là tưởng một con cá khác, cho nên mình chủ yếu mình kè. Thì thường kính kè này mình để trong hồ thì khoảng 10 phút à, mình đừng nên để quá lâu, thì em nó sẽ bị mệt nha. Đây hôm nay thì sẵn mình làm trong nước luôn, mình xỏ thay nước. Thường thường nước nó giật này mình châm thêm à, châm thêm cho đầy lên, mình xỏ thay luôn. Thì nuôi cá mùa dịch này thì thường thì cá nó không có đầy đủ thức ăn tươi sống, với lại hôm nay thì mình sẽ làm trong nước của hồ này luôn. Đây là cái chai dung dịch làm trong nước của hãng Sichem các bạn nha. Này thì thường thường mình nuôi á, thời gian á, thì nước nó trong nhưng mà nó hơi ngã sang vàng vàng nè. Đây là mình nhòm từ xa mà bên hông cái hồ á, nhìn sâu vào á, thì mình thấy nè, nó hơi ánh vàng vàng nè. Thì mình nếu không có thời gian nhiều á, mình không có thay nước thì mình sẽ sử dụng cái chai Sichem, nó khử một số cái chất dơ, chất cặn bã, mà chất hữu cơ hòa tan á, những chất mà nhỏ nhỏ lơ lửng trong nước á, mà cái lọc mình không có lọc triệt để á, thì nó kết dính lại, nó làm cho nước trong như mới á. Thì mình không cần rút nước ra. Thông thường mình nuôi vậy nè, thì cái hồ mình á thì khoảng tuần mình rút ra 1/3 nước, mình châm nước mới vô, thì điều đó thì quá lý tưởng rồi. Tuy nhiên mình có thời gian thì mình trong mùa giãn cách này thì mình sử dụng chai dung dịch làm trong này. Chai này thì cái lều của nó một nắp á, mình xài cho 80 lít nước các bạn nha. Thông thường hồ mình bự á, thì mình sẽ tăng lên. Đây để mình mở nắp ra mình gót. Hồ này thì mình sử dụng một nắp thôi, nó dung dịch như thế này các bạn. Thì mình sẽ lường một nắp này là tương đương 50 lít á, mình sẽ đổ vào hồ trực tiếp luôn, nó không ảnh hưởng gì đến cá nha. Rồi xong thì mình đẩy cái bằng nắp này lại. Đây mới đổ vô thì nó có đục, vẫn đục nha.
mình để khoảng 15 phút đi, 15 phút cho cái lượng dung dịch nó hòa tan hết trong hồ, rồi sau đó thì mình sẽ bật lọc lên mình chạy. Chạy khoảng 8 tiếng hồ, bắt đầu nước nó trong vắt lại. Thì đây là cách nuôi cá mùa giãn cách xã hội. Nước trong mà khỏi thay nước. Thì dung dịch này nó cũng không có ảnh, mình thấy mình xài qua mình thấy nó không có ảnh hưởng gì đến cá. Đây, họ đã nghiên cứu rồi. Đây, hãng Seachem thì có rất nhiều sản phẩm nha. Từ men vi sinh nè, rồi dung dịch khử nước, rồi vật liệu lọc nữa. Nhiều lắm. Chai này thì 100 ml, 100 ml mình xài 2 tuần mình khử cái hồ một lần. Cũng rất là lâu hết nha. Hôm nay mình xài gần nửa chai à. Chai này là size nhỏ. 100 ml nè. Đó, mình thấy nó lan ra nè. Nãy mình đổ cái vết này nè. Giờ thấy nó lan ra khắp hồ luôn. Đó là cái dung dịch nó đang kết dính những chất mà hữu cơ lơ lửng trong nước mà lọc mình không có lọc được hết á. Thì nó dính lại thành những cái hạt to. Hạt to thì khi mình chà lọc á thì nó lên bông lọc nè. Bông lọc mình sẽ lọc được. Thì cách này thì mình không cần thay nước nha, mình chăm cho thôi à. Này thì dành cho những ai mà không có thời gian nhiều, đồng thời cái hồ mình nó trong á, nhìn rất là sướng mắt à. Cái hồ hồng cát bên đây mình đã xài rồi nè, mình hôm bữa mình thử thì cách đây 3 ngày đó, nước trong vắt luôn. Thì cái lọc trên này mình xài lọc cũng bình thường à, nó cái lọc tự chế nè, mà mình xài thêm cái dung dịch làm trong đó, đây nước rất là trong. Bên đây thì có 3 em cát nè, hồng cát với 1 em beo đen đó, beo đen ngon lỗi đó, cắn con cát panda đó, 2 em cát panda với 3 em cát platinum. Dưới thì mình chảy sỏi số nâu à, mình thắp cái đèn led hồng nhìn cũng rất là quyền quyền ảo ảo rồi. À, bên đây nè đó, mình thấy cái hồ nè, góc đây nó quẩn đục nhiều ha, bên đây nó còn trong nè, tại cái dung dịch nó chưa có hòa tan hết á. Nãy giờ cũng lâu lâu rồi, mình đem kính kè ra, thường kè 10 phút thôi, mình dỡ ra. Rồi giờ thì mình sẽ bật lọc lên lọc thôi. Rồi chắc mình dừng video tại đây, cảm ơn bạn theo dõi video này.